Ronaldo nhận kỷ lục thế giới Guinness. Tiền đạo Cristiano Ronaldo được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao chứng nhận thành tích ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển quốc gia nam với 111 bàn. Hôm 3 tháng 9, Ronaldo đăng lên Facebook và Instagram ảnh chụp anh cầm chứng nhận kèm lời bình cảm ơn kỷ lục thế giới Guinness. Tôi luôn tự hào mỗi khi được thừa nhận là người phá vỡ kỷ lục. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao kỷ lục lên cao hơn nữa. Hai ngày trước đó, Ronaldo ghi cú đúp đánh đầu trong 6 phút cuối giúp Bồ Đào Nha thắng ngược Ireland 2-1. Ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Hai bàn này giúp Ronaldo xô đổ kỷ lục cũ 109 bàn của Ali Daei cho đội tuyển Iran giai đoạn năm 1993 đến năm 2006. Ngoài thành tích này, Ronaldo còn giữ 9 kỷ lục thế giới Guinness khác gồm cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở Champions League 134 bàn, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở một mùa giải Champions League 17 bàn. Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại và vòng chung kết Euro 23 bàn, cầu thủ được đánh giá cao nhất ở game FIFA 18 99%, vận động viên được theo dõi nhiều nhất trên Twitter. Vận động viên được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, tài khoản được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, vận động viên nam có trang Wikipedia được xem nhiều nhất và vận động viên được like nhiều nhất trên Facebook. Lúc này Ronaldo cũng giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ anh ghi 674 bàn trong 897 trận. Với đội tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao 36 tuổi ghi 111 bàn trong 180 trận. Từ năm 2003. Điều đó có nghĩa Ronaldo cũng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá, với 785 bàn. Ronaldo khoác áo Bồ Đào Nha từ năm 2003, khi mới 18 tuổi và ghi bàn đầu tiên trong trận thua Hy Lạp 1-2 ngày 12 tháng 6 năm 2004 ở vòng bảng Euro. Cùng đội tuyển Anh đã vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League năm 2018 đến năm 2019. Tính riêng tại đấu trường Euro, Ronaldo đang giữ kỷ lục về số lần lập công 14, đồng thời là cầu thủ đầu tiên thi đấu và ghi bàn ở 5 kỳ liên tiếp. Sở hữu nhiều cột mốc nhưng tháng 9 năm 2020, sau khi ghi bàn vào lưới Thụy Điển ở UEFA Nations League, Ronaldo nói: "Tôi không bị ám ảnh bởi kỷ lục mà nó sẽ đến một cách tự nhiên."